vật nào? Ăn đậu. Quả táo. Ờ, đúng rồi, quả táo. Đa. Đa của anh Đa đó. Ừ, quả táo của anh Đa. Đậu của Bù Đâu. Bên này con gì bên này? Cho bố xem với. Không có bố xem đâu. Cho bố xem đâu hả? Không cho bố xem đâu nè. Không cho bố xem đâu nha. Ừ, đẹp lắm. Xem đi. Ừ, bố xem đây, thế con này là con gì? Con hổ. Con hổ đâu? Chỉ con hổ đúng, con hổ xem nào, con hổ đây này đúng không? Hổ đây này. Đây con hổ đây. Chữ gì đó? Chữ A. Hồng binh. Ờ, màu hồng binh à, nó màu hồng à. Màu gì? Màu xanh lá cây. À đúng rồi, màu xanh lá cây. Xanh nước biển. Ờ, màu xanh nước biển, đúng rồi. Yeah. Ừ, giỏi quá. Con ong đúng rồi. Con ngựa đâu? Ngựa đâu? Chỉ con ngựa coi nào. Ờ đúng rồi, con ngựa chính xác. Ừ, con ngựa vằn đúng rồi. Báo đốm nào. Báo đốm à? Tìm con báo đốm à? À, quạt, bật quạt, em bật quạt á hả? Bật xem nào. À, ấn quạt rồi. Có ấn được cái quạt không? Lá cờ đâu? Con tìm lá cờ cho bố. Tìm lá cờ cho bố. À, đúng rồi, cờ đỏ sao vàng. Đúng rồi. Cái quạt, ừ. Cái táo. Quả táo bố ơi. Quả táo. Táo đâu chị xem? Chưa thấy. Ờ, à, đúng rồi, quả táo. Cái cột táo. Phải cái cột tóc không nè? Nó là cái nơ, đúng rồi, cái cột tóc đó con. Đúng rồi. Nơ cột tóc đó. Ừ, cột tóc đó. Ừ, giỏi quá. Con đi đạp đó nè. Hả? Xe đạp. Ừ, xe đạp. Xe đạp của chú. Ờ, cái đó là cái yên xe, đúng rồi, ở trên xe đạp đấy. Trên xe đạp đấy. Ừ. Chắc xe hòn. Xe đạp đấy. Em xe đạp đấy. Em có cái đó nè, em chờ bơi. Ờ, đúng, hình tròn rồi. Có cái đó nè đó, ui. Ừ, hình tròn nó màu gì? Hình tròn nó màu gì nào? Màu gì mà nói cho bố sẽ biết xem màu gì? Yellow. Yellow à? Yellow là màu gì? Yellow là màu vàng. Em mệt quá. Không xem nữa à? Xem nữa. Ê, hình vuông đâu nào? Ra chỉ hình vuông coi nào. Ra chỉ hình vuông cho bố coi nào. Ừ, hình vuông. Dạ, hình vuông rồi. Hình vuông đâu? Đó đâu phải hình vuông. Hình vuông. Hình tam giác. Hình vuông. Đó là hình tam giác. Hình vuông. Hình vuông màu xanh lá cây đây này. Chỉ đúng màu xanh lá cây hình vuông. Đó là màu vàng yellow rồi. Hình chữ nhật. Hình vuông. Hình vuông đây này. Hình vuông đây. Đây là hình vuông. Hình vuông đây này đó. Đó là hình tam giác. Vuông. Không đúng. Chỉ hình tròn đúng rồi, hình vuông sai rồi. Đó hình thang. Hình thang. Hình tam giác. Hình vuông. Hình thang. Hình vuông. Hình thang. Hình vuông. Hình thang mà. Vuông. Nói sai rồi, nó đúng mỗi hình tròn thôi.
Hình tròn trên này đó. Ờ đúng đó là hình tròn. Hình tròn màu gì? Hình tròn màu xanh chino. Màu yellow, à đúng rồi. Này cái kèn còn bên bên nó đẹp đó. Con hổ. Con hổ, ờ đúng cái con hổ này. Ừ con hổ. Ừ đúng rồi con hổ đấy. Ừ hai con hổ bên này cũng một con hổ hề. Ừ xe đạp. Em làm gì mà mệt? Em làm gì mà mệt? Chơi không cũng mệt à? Em chơi không mà em cũng mệt à? Em chỉ con công cho bố, nó nằm ở đâu nào? Chim công. Chim công múa ở đâu? Thấy con chim công múa chưa? Ừ, đó là con chim công múa. Thế con chim cánh cụt. Đó, chim cánh cụt xem nào, chim cánh cụt. Chim cánh cụt ở dưới đây này, ở dưới góc đây này. Thấy chưa? Đây có phải chim cánh cụt đây không? Ờ đúng rồi, con chim cánh cụt. Thế con thỏ chỗ nào? Con thỏ, ờ à, đúng rồi, con thỏ. Thế con rắn đâu? Tìm con rắn. Ờ à, đúng rồi, con rắn. Con này là con chuột, đúng rồi. Con chó. Con chó đâu? Con chó, em đợi đây rồi. Ừ, con chó, đúng rồi, chính xác, con chó. Con chó con nè. Con biết không biết con chó. Thế con voi nào, nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Ôi da, con chó con voi kìa. Đâu, chỉ xem con voi. Không biết con chó ngủ đâu. Con voi đây này, phải không? Có phải con voi đây không? Con này mà. Ừ. Thế panda, gấu trúc panda ở chỗ nào? Gấu trúc panda. Gấu trúc đâu? Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi à? Cái con heo, không tìm ra gấu trúc thì tìm con heo xem nào. Heo bên này. Đúng không? À đúng rồi, con heo. Giỏi quá. Con gấu trúc đâu nha? Gấu trúc đâu? Gấu trúc bên này rồi. Gấu trúc đây nè. Đó là con công. Công múa, con mèo đâu nè? Dạ, con mèo đây rồi. Ờ. Được, đúng con mèo rồi. Dạ, con kiến. Con gì? Con kiến à? Ờ, đúng con kiến này. Con kiến bộ ơi, cái cờ. Ờ, cái cờ. Lá cờ đâu? Ờ đúng rồi, lá cờ đang bay đúng không? Ừ lá cờ đang bay đúng rồi. Bay vượt, bay vượt, bay vượt, bay vượt.